vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán xe ô tô được quay sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Thì mấy hôm nay bên Mai về rất là nhiều chiếc xe hot siêu phẩm các anh chị, và hôm nay Mai lại có tiếp một siêu phẩm nữa cho các anh chị ha. Ngày hôm qua là một chiếc Vios TRD đời 2017, đăng ký 2018, đi mới cái 20.000, siêu cọp, siêu đẹp luôn ha, với giá rất là mềm, chỉ có 455 triệu. Và hôm nay lại là một chiếc xe nữa, đi rất là lướt, khoảng hơn 20.000 chút xíu. Đây là Elantra bản 2.0 nha các anh chị nha, đời 2020 luôn. Bên Mai Bang đang bán với giá rất là mềm, chỉ có 628 triệu thôi. Bây giờ các anh chị hãy đi một vòng quanh xe để xem thử chất xe, và Mai cũng sẽ có giá bán cho các anh chị nha. Xe này là chuẩn full lịch sự bảo dưỡng hãng luôn các anh chị, 5 vỏ zin theo xe còn rất là dày, rất là sâu ha. Lớp sơ cua thì còn cực kỳ mới luôn, xe thì dòng này chỉ có đi gia đình thôi, chứ không ai chạy kinh doanh hết các anh chị nha. Xe đăng kiểm còn tới tháng 4/2023 luôn. Nước sơn màu trắng rất là sáng, rất là đẹp các anh chị, cực kỳ đều, là gọi là đồng màu luôn á. Nước sơn zin còn rất là nhiều ha. Đó, những mối nối rất là liền lạc nè. Xe này thì biển số 93 ở Bình Phước, một chủ nha, Mai Thu là ngay chủ luôn nha. Và chất xe như thế nào, tình trạng xe như thế nào là mình biết luôn. 93A22003. Biển số này rất là đẹp, nếu các anh chị nào ở Bình Phước lấy chiếc xe này thì giữ được cái biển này cũng khá là đẹp ha. Còn nếu mà các anh chị ở tỉnh khác hay là ở Sài Gòn lấy xe này thì bên Mai có hỗ trợ rút hồ sơ cho mình luôn nha, rút hồ sơ, có hỗ trợ sang tên này kia luôn, các anh chị mình yên tâm. Bây giờ các anh chị hãy đi qua vào gần hơn, mình sẽ xem về cái chất sơn của chiếc xe này nhé. Những cái mối nối này các anh chị ha, rất là liền lạc, rất là đẹp nè. Cũng không, mà thấy không có trầy xước gì hết các anh chị, không có trầy xước gì hết ha. Những cái nhỏ nhỏ này là bám dơ thôi đó, bám dơ thôi, không có gì hết ha. Phần cản phía dưới này rất là thấp này, nhưng cũng không có trầy xước gì hết các anh chị, không có trầy xước gì hết ha. Đó, nơi mối nối bên đây vậy. Các anh chị kiểm tra phần vỏ với Mai, vỏ rất là sâu nè. Xe này đi là khoảng 26.000, vỏ cực kỳ sâu. Ở đây chắc là cảm biến áp suất lốp quá à, hình như là vậy, mà không chắc nha, cái này mà không chắc. Phần đét vỏ đâu ta, đây đét vỏ tầng thứ 24 của 2020 các anh chị. Cho các anh chị kiểm tra giúp Mai phần đăng kiểm đường bộ. Xe này đăng kiểm thì còn tới tháng 4/2023, đường bộ thì tháng 10/2021. Đường bộ thì hết rồi, tuy nhiên là các anh chị mình về khi nào đi đăng kiểm lại mình mới phải đóng đường bộ các anh chị nha. Xe này đi gia đình nên đăng kiểm lần đầu được tới 2 năm rưỡi lận. Dán phim rồi nè. Cho các anh chị kiểm tra và giúp Mai phần keo chỉ và ốc chân cửa nha. Keo chỉ ốc ác là còn nguyên zin hết các anh chị. Bao test cho các anh chị luôn ha, bao test hãng, bao test thề thợ trên toàn quốc luôn. Xe bên Mai thì cam kết cho các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tu động cơ, hộp số bao test hãng. Có một số anh khách hay hỏi vui Mai gì nè, ủa em sao xe đi 2020 tới giờ hai mấy ngàn à, mà chủ đã bán rồi. Thật sự là như thế này, qua một mùa dịch đó, thay đổi rất là nhiều các anh chị. Có những chiếc xe bên Mai á, khoảng 10 ngàn cũng có nữa, 1 ngàn cũng có nữa, 7, 8 ngàn cũng có các anh chị. Thì khách thì ngoài cái chuyện mà hết nhu cầu sử dụng xe nè, hoặc là có thể là thay đổi về tài chính thì họ bán xe là chuyện bình thường. Đó, nên là các anh chị cũng đừng bỡ ngỡ quá. Giống như là hôm trước mà có chiếc Innova đi 1.000 km đó các anh chị. Thật sự là ở khu vực, nói không ấy chứ mà ở những khu vực tỉnh này nè, mọi người có thể là mua xe về trùm mền, sáng đi uống cà phê, rửa xe xong đi về. Đó, nên là rất là ít đi. Rồi có một số anh cũng thắc mắc với Mai, ủa sao xe bên em thấy toàn biển số tỉnh không vậy? Anh ở thành phố anh muốn mua chiếc xe biển số thành phố cho nó đỡ tiết kiệm chi phí. Nhưng cũng chia sẻ thực tình với các anh chị là như thế này, biển số tỉnh thì là những cái chiếc xe đẹp nè, ít đi cũng có nữa, và cũng quan trọng là máy móc này kia không có lội nước rồi này kia nhiều như Sài Gòn ha. Tuy nhiên không phải vậy mà bên Mai chỉ lấy xe tỉnh, bên Mai vẫn có những chiếc xe biển số Sài Gòn rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là biển số dụ như ở Sài Gòn thì mình thu vô cho khách là cũng cao hơn, tại vì đâu để các anh chị lỗ được đâu ha. Rồi cũng bán ra thì giá chắc chắn nó cũng sẽ cao hơn chút xíu. Còn biển số tỉnh thì Mai thu vô thấp hơn chút xíu và bán ra cũng thấp hơn chút xíu các anh chị nha. Rồi cho các anh chị kiểm tra thêm cái phần option ha. Xe này thì có cam lùi nè, cam lùi được thiết kế rất là đẹp nè các anh chị. Đó, cam lùi ha, cảm biến lùi luôn. Rồi cho các anh chị xem cái phần ốp phía dưới ha. Ở dưới này là cái phần ốp phía sau rất là đẹp. Khung gầm là sáng sủa cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Đây, nút mở cốp của mình được giấu trong này, dòng Elantra thiết kế mới nè. Đó, rải chữ rất là đẹp và thiết kế để này ha. Bấm vô một cái. Bên Mai thì có hỗ trợ thu xe và đổi xe các anh chị, nếu mà không có nhu cầu sử dụng xe nữa, hoặc là mình có thay đổi về tài chính, hoặc là mình cần hỗ trợ mà đổi xe, bán xe á. Thì các anh chị cứ liên hệ với Mai nha. Bên Mai là có thu xe hết, có hỗ trợ cho các anh chị thu xe này, lên đời đổi xe là có hết nha. Rồi bao quay đầu luôn, các anh chị mua xe bên Mai á, là nếu mà mình sử dụng thời gian mình muốn lên đời, mình muốn đổi xe thì bên Mai có hỗ trợ quay lại luôn, thu xe lại luôn ha. Phần cốp dòng này sedan nên rất là rộng nha các anh chị nha. Mức tiêu hao nhiên liệu dòng này khoảng tầm 6.4 cho đến 7.6, khoảng tầm 7 đến 8 lít các anh chị, nếu mà đi đường trong đô thị khoảng 8 lít đó ha.
Ở đây có bao da vô lăng này nè. Bên Mai kiểm tra xe thì thường sẽ tháo cái bao da vô lăng ra để kiểm tra cái vô lăng. Lát nữa lên Mai cũng sẽ kiểm tra cho các anh chị nha. Ghế của mình là ghế da màu kem nguyên zin cực kỳ đẹp nha. Rất là mới, căng bóng, không có sử dụng gì máy hết. Sàn thì sàn 5D, có lót tapi ở phía trên. Trần cũng đã bọc ni lông luôn. Mặc dù là trần có cửa sổ trời thì ít người bọc ni lông lắm, nhưng mà trần này đã bọc ni lông luôn rồi ha. Có ốp chén cửa cho mình luôn, có nẹt bước chân trong ngoài luôn. Anh chủ này thì mà thấy giữ xe và trang bị cho xe cũng rất là đầy đủ, ít nhất là gọi là đầy đủ căn bản để sử dụng luôn. Dòng Enche này là hai dàn lạnh độc lập các anh chị. Màn hình cảm ứng trên này chưa gỡ tem các anh chị không. Xe này là đi được 26.000 km rồi ha. Đó, vô lăng còn rất là mới nè. Cần số rất là mới nè. Sấy ghế sửa ghế hàng ghế trước, sấy sửa vô lăng, remote 3 chế độ, tắt mở cảm biến. Đây cho các anh chị xem cái lịch sử phiếu nhắc nhở bảo dưỡng nè. Hẹn mình là 26.000 km là sẽ đi bảo dưỡng một lần nữa ha. Cái này thì đầy đủ luôn, full lịch sử bảo dưỡng hãng nên các anh chị yên tâm. Full lịch sử bảo dưỡng luôn các anh chị yên tâm nha. Rồi, ở đây thì các anh chị xem qua giúp Mai cái vô lăng nè. Vô lăng rất là đẹp nha. Cần số cũng vậy. Ở đây mình có cruise control nè, đàm thoại rảnh tay nè, điều khiển chế độ nha. Còn rất là mới, bóng không có bị bóng mờ, không có bị ấy ha. Rồi, xem sơ qua cái nửa thảm táp lô nè, cho các anh chị kiểm tra luôn táp lô nè. Táp lô này là dán keo thêm cái thảm á chứ không có trầy xước, không có bị hư hao gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy rồi ra phía trước cho các anh chị kiểm tra phần động cơ. Hiện tại là Mai đang nổ máy nè. Mai mới nổ máy lên cho các anh chị kiểm tra tiếng máy luôn với Mai nha. Dòng này động cơ 2.0 là động cơ nu, các anh chị rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn ha. Và đi rất là êm, rất là mạnh. Mai thích cái dòng này, Mai thích dòng 2.0 này. Nhưng mà thích Tucson hơn, thì Tucson là gầm cao. Tucson cũng dùng cái động cơ 2.0 này luôn các anh chị nha, cũng dùng là động cơ nu 2.0 luôn. Keo chỉ, cabo, ốc cabo là còn nguyên zin các anh chị nha. Ốc máy cũng vậy, ốc máy dưới này là 7 màu hết đầy đủ luôn ha. Đó. Ốc cabo nè, nguyên hết các anh chị, không mất mát gì hết ha. Cho các anh chị coi phần ốc chân đèn luôn. Đó, còn sơn phết đầy đủ, phần xương phía dưới là còn hết ha. Xe không lâm đụng, không ngập nước, không đầy tu động cơ, hộp số 3 các hãng cho các anh chị. Bên Mai thì bảo hành cho các anh chị. Ngoài cái chuyện mà xe này còn bảo hành chính hãng cho đến 2023 thì mình còn bên Mai còn bảo hành riêng cho các anh chị là 3 tháng hoặc là 5.000 cây. Đó, nên là các anh chị mình yên tâm nha. Dòng này đi êm lắm. Cái động cơ 2.0 này đi cực kỳ êm và rất là mạnh nha các anh chị nha. Đó, Mai nhắc lại thông tin chiếc xe này là một lần nữa. Đây là Elantra 2.0 đời 2020 sẽ đi 26.000 km và bên Mai đang bán với giá là 628 triệu thôi. Các anh chị nào mà thích cái dòng Elantra này là phải sở hữu ngay nha. Bên Mai bán dòng này là cực kỳ nhanh luôn. Ngoài ra thì trong phân khúc này bên Mai đang còn K3, giá rất là mềm, K3 đời 2015, bản 1.6 AT số tự động nha. Xe đó thì bên Mai đang bán với giá là 398 triệu. Rồi ngoài ra còn một chiếc K3 đời 2014 bản 2.0 nữa. Chiếc đó khoảng tầm 428 triệu thôi. Các anh chị nếu mà đang quan tâm những chiếc xe đó thì liên hệ ngay với Mai hoặc là để lại thông tin nhu cầu qua Zalo cho Mai cũng được nữa. Mai sẽ liên hệ lại cho các anh chị. Ngoài ra thì bên Mai thì xe về cũng như là bán liên tục. Mấy hôm nay là về rất là nhiều xe luôn. Nên các anh chị có nhu cầu mà tìm chiếc xe nào, có thể là chiếc xe này mình chưa thích hoặc là chưa phù hợp với nhu cầu mình hoặc là tài chính hơi cao, thì cứ để lại cái nhu cầu qua Zalo cho Mai. Mai sẽ tìm xe cho các anh chị nha. Xe này Mai còn hỗ trợ trả góp được cho các anh chị tới 70%. Nếu các anh chị mà thích xe này, tài chính mình có thể là mình dự kiến trong thời gian tới mình ok, mình cần trả góp xe này thì cứ liên hệ với Mai. Mai sẽ tính toán cho các anh chị là trả trước bao nhiêu, góp hàng tháng bao nhiêu, đó, rồi thủ tục như thế nào luôn. Bên Mai thì có hỗ trợ mùa dịch này thì đi lại liên tỉnh cũng chưa có được. Nên là các anh chị mở xe, thích chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này thì bên Mai có hỗ trợ giao xe tặng nhà luôn. Các anh chị xem qua video chi tiết như thế này, ok, mình chốt giá đặt cọc. Xong rồi Mai sẽ giao xe tặng nhà cho các anh chị. Lên các anh chị kiểm tra lại một lần nữa rồi mình mới thanh toán xong rồi các anh chị đi ký mua bán, ký ủy quyền gì đó trên gần nhà mình luôn, phòng công chứng trên nhà mình luôn, nên là yên tâm ha, không có mất mát gì hết. Còn nếu mà xe giao lên không đúng như bên Mai cam kết, Mai sẽ hoàn cho các anh chị 100% cọc và chịu toàn bộ chi phí cho các anh chị luôn, không mất mát gì hết. Còn nếu mà giao xe lên các anh chị không ưng ý với chiếc xe này, mình có thể là chưa coi qua mẫu mã này chẳng hạn, mình không thấy nó hơi thấp hay gì đó, thì các anh chị Mai sẽ vẫn vui vẻ cho xe về, các anh chị chịu giúp Mai cái chi phí vận chuyển 2 triệu thôi, không bao nhiêu hết các anh chị nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã yêu quý và ủng hộ Phát Ra Ca trong thời gian vừa qua. Nếu thấy thích thì cho Mai xin một like, comment chia sẻ ý kiến của các anh chị, có thể là góp ý thêm cho Mai chẳng hạn, hoặc là nếu mà mình chưa tìm được chiếc xe ưng ý, hãy để lại cái nút đăng ký và bấm vào biểu tượng mà chuông thông báo phía dưới á, để khi mà xe bên Mai về là các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Thank you.